Alo, alo, chào anh em nhá, chào anh em quay trở lại với chế độ của Khải. Ok, tranh thủ buổi sáng anh em ơi, hôm nay cuối tuần anh em nhỉ, chúc anh em một cuối tuần nhiều niềm vui nhá. Ok, tranh thủ anh em vào làm tí anh em nhỉ. Ok này, lẻ này, lẻ về tài một thuận này, lẻ về gì đây? Ô, lẻ về tài một thuận tiếp này. Ok anh em. Ok, check cầu đấy anh em ơi, lẻ này, lẻ về tài một thuận này, lẻ về chiều một nghịch này, lẻ về tài một thuận tiếp này, lẻ về tài hai thuận này. Ok, hai thuận rồi. Nói chung hôm nay 6-7-10 anh em nhá, cũng tranh thủ anh em ạ, lúc nãy vừa làm một turn rồi, cầu đẹp phải đái luôn anh em nhá, không phải là khoai đâu. Quan trọng anh em chơi nhá, anh em nhìn thấy nhá, dạng cầu ấy mà anh em biết cái nhịp có tài xỉu nó ra nhá, thấy anh em kiếm không phải khó. Quan trọng anh em phải chịu khó tìm tòi anh em ạ. Ok chưa, lẻ tài chốt thuận tiếp anh em nhá, 3-2 tiếng có thuận rồi. Yeah, lẻ về tài một thuận này, lẻ về tài hai thuận này, tiếp này lẻ này 14+3 17 lẻ này. Lẻ chốt thuận nhá, cầu tài anh em này, làm tí cầu tài anh em, chốt anh em này. Tiếng này không phải nặng anh em nha, đi phải tiến đầu anh em ạ. Ok chưa, bú luôn anh em này, một tơn tài 444 anh em này, 12 nút ngon. Tiếng này các ông bắt tiếng tôi cầu 33 nhá, bắt tiếng thuận là bắt tiếng nghịch cầu này nhá, 12+46 chẵn này, chút tài này. Tiếng này bắt cầu 33 anh em nhá, test nhẹ thế này đấy nhá, test nhẹ thế này đã. Tiếng này chuẩn tài luôn đấy, thì tiếng sau tôi vã công nghịch nữa cho anh em xem luôn này, thì em khét này đẹp luôn nha. Đẹp tiền không? Rồi, 7-3 mời anh em này, ngon rồi, ok chưa? Tiếng này anh em chốt cho tôi công nghịch, anh em ok chưa? Đó, thơm luôn anh em này, mẹ cầu sáng đẹp phải đái luôn anh em này, 1 2 3 4 5 6 7 tay ăn một tay này. 7 tay mất một này, sợ chưa, ăn 6 tay luôn này. Nói chung nghịch thôi anh em, 14+5 19 lẻ nha, chút xỉu anh em nha. Chốt luôn anh em này, 3M7 anh em nha, có lãi rồi, cứ bình tĩnh anh em ạ. Hiện tại giờ là bú được 3M anh em này, 3M cộng với 3M7 đánh này được 6M7 rồi. Đấy, tầm này tiếng này mà ăn được nhá, thì sau anh em thì check cầu đẹp đẹp nhá, thì anh em vã nhẹ một tiếng thôi đúng không, đừng có tham, đừng đánh to nhá, có lãi thì anh em nên biết cầm chừng, biết gọi điểm dừng nhá. Nói chung là phong cách của tôi đánh nhanh rút gọn các bạn, không quan trọng đánh nhiều đánh ít đâu, quan trọng là hiệu quả thôi, cứ có lãi có tiền là hiệu quả là ok rồi anh em ạ. Đó, ui ôi, địt mẹ và tài luôn này, lẻ về tài có thuận này, có 3-1-3 rồi. Địt mẹ 3-1-3 thật anh em ạ. Thế chốt thuận thôi anh em, thế trước lẻ về tài có thuận, 3-1-3 mà anh em, thế này chốt túc, đánh tầm 2 tay có thuận anh em nha. Lẻ này, 13+6 19 lẻ nhá, chút tài này. 5M anh em ơi, địt mẹ 25M này, 10M 65M, 75M này, 8M lãi này. Ok, 5M anh em nhá. Tiếng này thật anh em nó về chuẩn tài nha, lẻ về tài cầu thuận nha, thì sau anh em vã tôi một tiếng kết cầu thuận. Vã luôn anh em ạ, vã nóng hổi luôn anh em nhá. Sáu hai địt mẹ mày, 621 luôn này, vãi luôn không, lẽ về công nghịch này, địt mẹ nó chạy 1-1 à, được 1-1 anh em này, chốt tiếng cầu thuận cho tôi, nếu 1-1 thì chốt cầu thuận cho tôi anh em nhá. Ok chưa, cầu thuận anh em này, anh em đi cầu 1-1 có mẹ rồi, chẵn này, chẵn về tài một nghịch này, lẻ về xỉu một thuận này, lẻ về xỉu một nghịch này, một thuận một nghịch một nghịch này,
một nghịch một thuận một nghịch rồi. Tính trước lẻ này, lẻ về xỉu cùng nghịch này, tính trước có thuận nha. 9 có 7 16 chẵn chút xíu. 10M anh em. Anh em 15M luôn, địt mẹ à mày. Tơn cuối anh em. Địt mẹ mày còn thở hơn nữa anh em ạ. Chỉ sợ anh em là không còn vốn rồi, còn vốn anh em nha. Địt mẹ mày dán anh em ạ, đang có mỡ anh em ạ, dán. Thế ăn được anh em ạ, nghỉ luôn. Địt mẹ mày cút luôn anh em nha. Rồi, đi con mẹ mày, tiếng kết nó phải thế chứ anh em. Ok chưa? Chuẩn luôn là 1-1 anh em này. Đó, xả sẵn sắt bắt cá rô anh em nha. Đó, đánh con tài xỉu là vậy anh em. Đi mẹ đôi lúc anh em phải nhịp nhàng anh em ạ, như đẩy xe hàng ấy. Ok chưa? Nói chung là với số vốn nói chung là tranh thủ anh em. Đấy, số vốn là 67M nha, chốt lãi 12M anh em này, ngon chưa? Đi mẹ sáng tôi làm đúng 2 tơn anh em ạ. Đấy, nói ít hiểu nhiều anh em nha. Nói chung là nói hay mà thực tế anh em. Đó, 9-17 tôi chơi này, anh em thấy chưa? Toàn dương này, một tay gãy rồi này. Hai tay gãy, ba tay gãy, làm tay kết 15M luôn, ấm luôn, nghỉ luôn anh em này. Đó, nói chung là video Khải chơi cũng chia sẻ anh em những gì mà Khải đang chơi với con tài xỉu, gửi đến cho anh em nhá. Anh em xem video thì hay cho xin một nút like đăng ký kênh nhá. Ok, thì video của Khải cũng xin dừng tại đây. Hẹn anh em video sau nhá. Chào anh em.